Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của nhà Nguyễn Ngọc. Ngày hôm nay mình sẽ làm cái chủ đề mà mình đã dời lại từ hồi năm rồi cho tới bây giờ, đó chính là nên chọn nồi chiên hơi nước loại nào phù hợp vừa tiền và tốt đối với ngân sách mỗi gia đình. Rồi trước khi đi vào video ngày hôm nay, rất là mong mọi người sẽ ủng hộ những cái sản phẩm mà bên nhà Nguyễn Ngọc cung cấp, bao gồm máy ép chậm, máy làm sữa hạt, nồi chiên không dầu và nồi chiên hơi nước tại Facebook nhà Nguyễn Ngọc, website nhà Nguyễn Ngọc.com và Zalo mình đã để bên góc trái. Đừng quên subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất liên quan về thiết bị bếp mọi người nha. Thật ra nồi chiên hơi nước bắt đầu rộ lên cuối năm 2022 và nguyên một năm 2023 vừa rồi. Thật ra mình thấy là nồi chiên hơi nước nó đã phổ biến ở những cái nước như là Hàn Quốc và Trung Quốc từ lâu rồi. Tại vì mình xem trên phim là đã thấy người ta sử dụng cái nồi chiên nó có cái tính năng hắt là mình đã thấy rồi, và là vào năm 2019, 2018 rồi. Nhưng mà tới cuối năm 2022 thì ở bên Việt Nam mình mới bắt đầu là những cái thương hiệu bắt đầu phát triển những cái mẫu này để đem về thị trường Việt Nam. Vậy thì chọn cái nồi chiên hơi nước nào tốt, phù hợp và vừa tiền, thì hiện tại mình thấy là trên thị trường nó có rất nhiều những cái dòng, và đa số những cái dòng đó tập trung vào những cái thương hiệu mình đang cung cấp. Thứ nhất là nồi chiên hơi nước Tabuho TSF16, mọi người đã xem rất là nhiều trên kênh của nhà Nguyễn Ngọc đúng không? Thứ hai á, là nồi chiên của Kalai là Kalai Steam Star và Kalai Steam Pro. Hai dòng này nó khá là tương tự nhau, nó chỉ khác về cái cấu tạo bảng điều khiển thôi. Và một số những cái dòng nồi chiên hơi nước của Unie, thì Unie và Kalai là hai cái thương hiệu của chung một tập đoàn UKG. Thì Unie mình thấy có thêm một cái chiếc, đó chính là Unie US6800. Cái dòng nồi chiên hơi nước của Unie US6800 thì nó sẽ có cái tay kéo ra kéo vào, nó khoảng là mình không nhớ là 2,5 lít hay là 5 lít, nhưng mà đại khái là nó thuộc về cái dòng nồi chiên mà có tay cầm kéo ra vào, chứ không phải là cái cửa bật giống như là cái lò nướng. Bên cạnh đó là một cái hãng cũng khá là phổ biến, khi mà nhà Nguyễn Ngọc giới thiệu cũng tương đối là nhiều trên kênh, đó là hãng Olivo và Dingo. Thì Olivo có một cái dòng thiết kế vuông vức đa dạng chức năng, có lòng quay thanh quay đầy đủ là Olivo SF 16 Pro, và Dingo thì có là Dingo DSF 16 Pro. Tất cả những cái dòng nồi chiên hơi nước này thì giá thành nó sẽ kéo từ 3 triệu cho tới 5 triệu hơn. Thường thì mình thấy là trừ cái Une US6800, như nãy mình có chia sẻ là cái dung tích nó nhỏ hơn, thì đa số những dòng này cái dung tích nó đều từ 15 đến 16 lít. Và trong cái khoảng 15 đến 16 lít này, mình thấy nó có một cái ưu điểm với cái kích thước như này thì vừa một con gà. Tại vì thường mà mọi người chọn cái lòng nồi rộng, một là để chiên nướng được nhiều, hai là sẽ thích là quay những cái con gia cầm cỡ lớn giống như là gà, vịt, sim, rồi thịt heo tản nguyên miếng. Đó, mọi người thích kiểu là mình chiên giòn nguyên miếng thì nó sẽ vừa với cái kích cỡ này, và nó sẽ đều nhiệt hơn. Đó. Thứ hai á, là những cái nồi chiên 16 lít á, thì nó sẽ vừa để mà tỏa nhiệt đều trong cái lòng nồi. Đa số mọi người muốn những cái dung tích nồi nó rất là lớn, giống như là 25 lít, 30 lít của những cái dòng lò nướng mà dạng giá ngân sách tiết kiệm á. Hầu như là mình thấy là đều trong cái tầm giá khoảng 2-3 triệu là đã có cái dung tích lớn như vậy rồi. Nhưng mà mình thấy có một nhược điểm là cái nhiệt nó không có đều. Cái nhiệt nó không có đều và phải gia nhiệt rất là lâu thì nó mới chính thức ăn được. Thì mình cảm giác là những cái dòng nồi chiên với cái kích thước vừa phải như thế này thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn nếu mà mọi người đã mua một cái dung tích lớn, mọi người hy vọng cái dung tích lớn, nếu mà cái ngân sách thoải mái thì mình nghĩ mọi người nên chọn những cái lò nướng châu Âu á, như sau lưng mình nè. Ủa đâu rồi? Đây đây, sau lưng mình có những cái lò của Bosch hoặc là của Fagor hoặc là của Hafele á. Thì những cái dòng lò nướng lớn như vậy thì nó là 60 mấy lít luôn, là nó đặt âm tủ, nhưng mà nó rất cồng kềnh và khó di chuyển, cũng như là trong cái quá trình thi công tủ bếp thì mình phải là chừa một cái hộc tủ sẵn này kia, đo ni đóng giày đi điện này kia, nó phức tạp. Nó không phải là những cái thiết bị rời giống như là nồi chiên. Cho nên nếu mà đã mua nồi chiên á, thì mình nghĩ là trong cái dung tích khoảng 15-16 lít là nó đã rất là hợp lý rồi. Yêu cầu của một những người, những cái khách hàng hoặc là những cái anh chị mà quan tâm về nồi chiên hơi nước thì mà hỏi mình đó là nồi chiên này những cái phụ kiện nó là cái gì,
À, thì phụ kiện của nồi chiên hơi nước hiện tại thì mình thấy là đã bắt đầu đa dạng lên bằng với những cái nồi chiên không dầu cùng dung tích, là có thêm lòng quay và xiên quay. Ngày xưa mình không hiểu sao là cái thời điểm đầu khi mà nồi chiên hơi nước mới ra mắt đó, thì lại không có thêm cái lòng quay xiên quay này, và giống như là cái nhu cầu của khách hàng như là bị bỏ quên vậy đó. Tại vì người ta cũng thích có cái thanh quay đó để quay gà hoặc là quay những cái thịt tảng lớn này kia, thì tại vì quay thì cái thịt nó sẽ đều nhiệt hơn. Có nghĩa là thường thì mình theo cái kinh nghiệm sử dụng của mình thì mình thấy là rất là ít khi sử dụng cái thanh quay này, tại vì thường là thích là cắt nguyên mảng xong để lên trên cái sửng chiên nướng á, sửng chiên nướng mà nó có đục lỗ ha, để cái nhiệt nó đều. Thứ hai là mình sẽ cắt nhỏ ra ha, rồi bỏ lên chiên cho nhanh. Còn thường là nướng gà, nướng nguyên con hoặc là vịt hoặc là thịt tảng này kia thì dành cho những cái ngày gọi là tụ tập gia đình hoặc là lễ lộc, đám giỗ, đám quải này kia thì sẽ tương đối là nhiều. Thì tất nhiên là đây vẫn là một cái nhu cầu, một cái mong muốn là chính đáng của khách hàng chứ. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì mình thấy là các hãng mới bắt đầu đa số là bổ sung cái lòng quay và thanh quay này vào trong những cái thiết bị của mình. Còn ngày xưa thời gian đầu thì cứ có cái nồi chiên hơi nước với mấy cái khay thôi, và người ta cảm thấy là không vui lắm khi mà mua một cái bị thiếu như vậy. Ở hãng Kalai, Kalai Steam Star, Kalai Steam Pro thì mình thấy là đang thiếu cái thiết bị này, và rất là mong chờ cái phiên bản cải tiến của hãng. Nói chung nói đi thì cũng phải nói lại, cái nhiệt của Kalai Steam Star rất là tốt, tỏa nhiệt rất là đều, nướng thức ăn chín nhanh, ngon, thơm. Đó, đó là một cái phản hồi mà tích cực mà mình dành cho cái nồi chiên này. Về những cái chế độ, đa số những cái nồi chiên hơi nước hiện nay đều, mình không hiểu sao có rất nhiều anh chị vẫn đang nhầm lẫn là họ nghĩ là nồi chiên hơi nước chỉ là để hấp thôi, chứ không có chiên được, hoàn toàn chiên được nha mọi mọi người. Cái nồi chiên hơi nước là dùng để chiên, chiên không dầu, dùng để nướng, dùng để ủ được. Và khi mà có thêm cái tính năng hơi nước để trở thành nồi chiên hơi nước á, thì nó sẽ có tính năng hấp nè, có thêm tính năng vệ sinh khử cặn bằng hơi nước ở nhiệt độ cao. Đó, cho nên là tất cả những cái tính năng gì với hơi nước, những cái món ăn làm bằng hấp hơi nước này kia thì nồi sẽ bổ sung hết, chứ không phải là chỉ hấp được thôi mà không thể chiên không dầu. Chiên vẫn rất là ngon, chiên không dầu là cái tính năng cơ bản của nồi chiên, rồi kết hợp thêm tính năng hơi nước, mình làm rõ ra như vậy. Nếu như mà ngày xưa mọi người chỉ có thể làm bánh, nướng bánh, rồi chiên thịt, rồi chiên cá hoặc là sấy ra củ quả thôi với nồi chiên không dầu, thì ở nồi chiên hơi nước mọi người có thể là hấp xôi, rồi hấp hải sản, hấp rau củ quả, chưng yến, rồi ủ sữa chua, hoặc là hầm nấu ở trong nồi được luôn. Thì còn có một cái tính năng khác, đó chính là tính năng rã đông. Thì nồi hấp hơi nước rã đông được, nó sẽ có hai dạng rã đông. Một dạng là mọi người sẽ rã đông bằng nhiệt, và dạng thứ hai là thay vì mọi người chọn cái tính năng rã đông bằng nhiệt thì mọi người sẽ hấp, chọn cái chế độ hấp á, mọi người sẽ rã đông bằng cái tính năng hơi nước. Thì tùy theo cái thức ăn mà mọi người có thể chọn lựa, thì mình thấy là luân chuyển giữa hai cái chế độ này thì cái việc hấp thức ăn nó trở nên dễ dàng hơn và thoải mái hơn so với việc là mình chỉ rã đông thức ăn bằng nhiệt thôi, thì có thể là làm cho cái thịt, cái cá mình nó sẽ bị chín do cái nhiệt cao, thì ướp nó không có thấm gia vị á. Thời gian bảo hành của những cái nồi chiên hơi nước là trong khoảng là mấy năm. Thì những cái dòng đa số mà mình đang cung cấp như là Kalai, Tabuho, Olivo thì thời gian bảo hành là Dingo là thời gian bảo hành là 2 năm. Thì trong 2 năm này mọi người sẽ được sửa chữa bảo hành miễn phí những cái lỗi xuất phát từ nhà sản xuất, có nghĩa là đang nấu nấu chạy chạy vậy tự nhiên nó bị tắt, hoặc là bảng điều khiển có vấn đề thì sẽ được hỗ trợ. Có nghĩa là cái xem xét của bên kỹ thuật, họ sẽ xem xét đó là lỗi của bên nhà sản xuất hay là lỗi do người dùng. À, vậy thì cái nồi nào hiện nay mà nhà Nguyễn Ngọc đang khuyến khích mọi người chọn nhất, thì mình thấy là hai cái dòng mà mình vẫn đang thích hơn rất là nhiều, nổi trội hơn những dòng khác là Olivo SF 16 Pro và Tabuho TS 16. Tabuho TS 16 vẫn đang là cái dòng nồi chiên mà được ưa chuộng, tại vì thứ nhất là thiết kế nó đẹp,
Thứ hai là nó đa dạng chức năng, nó tới 60 chế độ lận. Giá thành của cả Olivo và Tabuho là trong khoảng là 5 triệu, 5 triệu 4. Một cái cải tiến sắp tới của cả hai cái dòng nồi này luôn mọi người, đó chính là phụ kiện nó sẽ bằng inox 304 hết. Đáp ứng cái nhu cầu của mọi người. Thật ra ngày trước là nó cũng đều là inox chống rỉ sét hết, và khách hàng của mình khi mà sử dụng tới bây giờ vẫn chưa có phản hồi là nó bị rỉ sét kỳ chùi, rửa vẫn rất là dễ. Nhưng mà sắp tới thì hãng sẽ mình nghĩ là chắc chắn là giá nó sẽ có lên một chút xíu đó, do thay đổi phụ kiện mà lên hơn ngày trước, và toàn bộ phụ kiện được đổi lại bằng inox 304. Mọi người tranh thủ là inbox cho nhà Nguyễn Ngọc tư vấn để chọn cái dòng những cái dòng nồi như thế này với full phụ kiện là inox 304 thì nó sẽ tiện hơn cho mình. Cuối cùng là về giá thành. Thì về giá thành của nồi chiên hơi nước, riêng với Unie Steam Color và Unie US6800 thì mình thấy giá nó trong khoảng là 2.990.000. Mình không nhớ là 2.990.000 hay là 2 triệu ta. Để mình sẽ để cái giá của Unie US680 bên này, còn Unie Steam Color thì chính xác là giá thời điểm hiện tại đang là 2.990.000. Và cái Steam Color thì nó không có lồng quay và trục quay nữa, và cái bảng điều khiển của nó nhìn cũng rất là kiểu tồ tồ ấy, không biết sao nữa, nhìn nó khá là vui vui mắt, kiểu mini thời trang á. Nó không có kiểu sang trọng giống như là những cái Steam Color, Cala Steam Color hay là Olivo S16 Pro Tabuho, thì những cái mẫu đó thì nó sẽ sang hơn nhưng mà giá thành nó cao hơn. Thì đó là cái hướng dẫn và chia sẻ cho mọi người nên chọn nồi chiên hơi nước nào tốt, phù hợp và vừa tiền, có những cái gì nổi bật. Còn một cái dòng nữa mà bên mình không cung cấp cũng là nồi chiên hơi nước, hình như là nồi chiên hơi nước Panasonic. Mình thấy các anh chị cũng đang quan tâm rất là nhiều trên các diễn đàn. Để mình xem là trong những video tới mình sẽ có chia sẻ một chút xíu về những cái thông số kỹ thuật này kia của Panasonic. Đó thì đó là cái chia sẻ của mình về những cái kinh nghiệm mà mình đã làm việc và cung cấp với lại nồi chiên hơi nước trong thời gian vừa qua. Mặc dù mình không giới thiệu nhiều trên kênh nhưng mà khi mà mình cung cấp sản phẩm này là mình rất là yên tâm nhất so với những cái dòng sản phẩm khác. Tại vì những dòng sản phẩm khác cái thao tác nó khó, mình phải chuẩn bị như thế này, mình phải làm đúng thao tác này kia, nó đòi hỏi cái sự hướng dẫn nhiều hơn từ người cung cấp sản phẩm. Còn cái nồi chiên hơi nước thì thật sự mọi người chỉ cần mở hướng dẫn sử dụng hoặc là xem một cái vài cái video clip là mọi người đã biết sử dụng, và là nó không có phức tạp quá nhiều để mà phải lo lắng hoặc là thắc mắc này kia. Cho nên nồi chiên là một cái sản phẩm mọi người rất là nên mua vì rất dễ sử dụng, và ai trong gia đình cũng có thể sử dụng và ứng dụng được rất là nhiều trong cái việc nấu ăn hàng ngày của mình. Hy vọng là video này sẽ có ích cho mọi người. Trong tương lai mình sẽ làm thêm nhiều video về giải thích những cái tính năng hoặc là chia sẻ những cái cập nhật mới của những cái dòng sản phẩm nồi chiên hơi nước trên kênh nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video, và chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video sau mọi người nha. Bye bye.